Bây giờ trước tiên thì hãy cả trước đi cho không khí vui dễ thương hơn. Bên một cặp đôi mà đang được không cần nói nhiều thì sẽ nói trước thôi. Là tại vì những khán giả nào chưa biết các cô mới của đang trường thì đang trường muốn giới thiệu cặp đôi chân ca mới của đang trường. Xin giới thiệu cho những khán giả tôi xa hôm nay về nước chơi và cũng theo đuổi đang trường hơn một cặp đôi mà cho chính đang trường làm đạo diễn và đóng gương bài hát này. Từ một anh chàng khờ khảo mà trở thành một diễn viên nổi tiếng luôn được mọi người ủng hộ, đó là cặp đôi mà tên Anh và Hiếu. Xin chào các cô bé nha, xin mời các cô. Tôi từng đi đâu dám bỏ, sống nơi yên bình.